Tôi thấy rằng năm 2020 là một năm rất là khó khăn, thiên tai, dịch bệnh và nhiều cái khó khăn mà doanh nghiệp phải đối diện. Tuy nhiên thì HUBA, Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đã rất là nỗ lực, hoàn thành rất là xuất sắc cái vai trò tập hợp doanh nghiệp, lắng nghe doanh nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp trong một số cái hoạt động như là xúc tiến thương mại, như là hỗ trợ doanh nghiệp về vấn đề lắng nghe các kiến nghị của doanh nghiệp để kiến nghị với Ủy ban nhân dân thành phố cũng như là chính phủ tháo gỡ những khó khăn cho doanh nghiệp trong những cái giai đoạn khó khăn như là năm 2020. Thì tôi nghĩ rằng năm 2021 ấy, về phía doanh nghiệp cũng rất mong muốn HUBA tiếp tục là cái cầu nối cho các doanh nghiệp tham gia các cái chương trình xúc tiến thương mại, kết nối doanh nghiệp với doanh nghiệp, kết nối doanh nghiệp với thị trường và lắng nghe doanh nghiệp nhiều hơn nữa để có các cái kiến nghị tham mưu về mặt chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ những khó khăn nhất định.